Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Đức Anh Venus. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về các loại quả bằng tiếng Anh rất hay, bổ ích và thú vị. Các bạn cùng đoán xem nhé. Coconut là quả dừa các bạn. Coconut. Coconut. Quả dừa rất là ngọt các bạn ạ. Cucumber là quả dưa chuột các bạn. Cucumber. Cucumber. Mango là quả xoài các bạn. Mango. 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 Guava là quả ổi các bạn. Guava. Guava, guava. Chili pepper, chili pepper, chili pepper. Quả ớt đi các bạn, nó rất là cay, cái bọng cả lưỡi lên các bạn. Banana, quả chuối các bạn. Banana, banana. Nó rất là ngọt các bạn. Banana. Pear là quả nê các bạn. Pear. Pear. Starfruit là quả hế các bạn. Starfruit. 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 Nó rất là chua, nó để dùng nấu ăn cua các bạn. Tomato. Tomato nó cũng chua như quả khế, nó cũng dùng để nấu ăn cua các bạn. Watermelon là quả dưa hấu các bạn. Watermelon. 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 Garden fruit. Garden fruit là quả thân nông các bạn. Garden fruit. Lemon là quả chanh các bạn ạ. Lemon. Lemon. Apple là quả táo các bạn. Apple là quả táo các bạn. Apple. Papayas là quả đu đủ các bạn. Papayas. Umbrella là quả cóc các bạn. Umbrella. Orange là quả cam các bạn. Orange. Orange. Orange là quả cam các bạn. Các bạn. Đấy các bạn. Tamarind là quả me các bạn. Tamarind. Grape là nho các bạn. Grape là nho các bạn ạ.